Đây là hánh câu cá. Đây là hánh lụm cá. Hút hết rồi Út. Mày đây Út, mày Út. Mày coi. Đây là hánh lụm cá. Trời ơi, trời ơi. Trời ơi, trời ơi. Kẹo này cắn hả? Ôi, buông đi, chỉnh chuột á. Buông đi cho nó mệt đi. Mày dở quá kìa, mày xuống đi. Mày cầm ơi, tao uống má, tao bắt con cá này, cái một cho mày coi nè. Bỏ lên luôn, buông đi, mày buông không vậy đi. Uống má mày dở quá. Trời ơi, lạ tao con cá kìa. Quay con cá kìa. Trời ơi. Quá dữ rồi. Cầm cái đòm lên. Quá dữ rồi, quá dữ rồi. Kèo này cắn à. Ôi trời ơi. Đó, bây giờ. Sạp quá luôn, cá này có 10kg không? Nặng lắm. 5kg á. 6kg, 7-8kg á. Chụp tấm hình chút gửi qua em nghe anh. Ờ, chút xíu chụp em tấm hình luôn. Tắt đi, tắt đi. Tắt quay giá đi, chụp tấm hình đi. Tao hả?